chào các bạn nhé hiện tại mình có đang up video lên kênh chia sẻ cho mọi người những cái thiết bị mình sửa chữa ấy. thì mình ngồi ngồi máy tính nên mình có đọc một số cái bình luận thì có cái bình luận của cái bạn này này bạn Hanh Nguyễn này bạn cho hỏi con IC Hingoi P102 có thay bằng Vipper 12A được không thì để thay được hay không thì chúng ta sẽ phải xác định là xem chân nó có giống các chức năng chân của nó có giống không nhá. Thì đây mình sẽ thử tìm hiểu xem con Hingway P02G này nó là con gì nhá. Nó là như nào nhá thì mình chọn sao chép mình vào Google mình search thôi. Đó đây này, nó có cái ảnh dataset của nó này. Chữ Trung Quốc rồi, mình truy cập trực tiếp vào nó luôn nhá. Đấy, Huawei P102 này. Nó là một dạng IC nguồn nhé. Đây là nó như thế này này mọi người này. Thì nó sẽ ứng dụng trong mạch búc hoặc mạch ấy nguồn sung nhá Búc hạ áp ấy. Thì đây có cả cái sơ đồ của nó luôn rồi. Đây mình sẽ zoom cho chúng ta tham khảo cái sơ đồ này nhá Mình nhìn qua thì có thể thay bằng con Viper 12A ok nhá Hoặc Viper 22A thì khỏe hơn mọi người ạ à, bởi vì hoàn toàn chức năng chân nó giống nhau và chẳng qua cái tên nó ghi là hình ngôi P102G này có thằng cái hãng hình này họ đặt tên như thế thôi nhưng mà về cái cấu trúc của nó vẫn là dòng IC Vipper 12 hoặc 22 a ngày xưa thôi thì tại sao mình biết như vậy nha thì chúng ta sẽ đấy này chân 567 chân S của nó chân 8 của nó không 5678 đó là chân D của con móc phép công suất trong IC này chúng ta thấy nhau dính vào nhau nhá và chân 1 chân 2 là chân đầu ra nhá mọi người nhé và chân 3 là chân FB và chân 4 là chân VDD là chân nguồn nuôi thì mình có thể nói qua cho chúng ta về tham khảo về cái mạch này và mình khẳng định 100% là chúng ta thay Vipper 12 a cái bạn kia thay Vipper 12 a ok nhá con này công suất có 8W thôi và đến áp chỉ được UDS của nó 568 với 12 nó rơi vào 750V này 600V là ok mà và tần có thể nó nó hoạt động với cái tần số là 45 kg nhá cái sung đóng ngắt của nó ấy. thì đây là một cái mạch khá trực tiếp đúng như trong bếp từ luôn này chắc chắc là cái con IC này trong bếp từ thì nguồn AC vào nhá được qua cầu trì điện trở cầu trì được chỉnh lưu lửa bán kỳ thôi cái mạch này đa ra nó như thế nhưng mà trong bếp từ chúng ta sẽ chỉnh lưu cả bán kỳ đấy thì nó sẽ ổn định hơn được lọc ở một con tụ này thì đây sẽ là ta sẽ còn là 300 trăm DC nếu nguồn vào là 2.2 hai nó đi vào chân D là chân năm sáu tám ở đây nó ghi rõ luôn là 56 là chân D này và 12 là chân S chân ra đấy và chân 7, 8 ấy, nó mình nhìn nó có như này, mình nghĩ là đây là cái đường để nó đi vào cái mạch mồi. Mạch mồi đây là một mạch búc háp trực tiếp DC DC vào. Thì đầu tiên thì nó sẽ chưa có nguồn phản hồi, nguồn nuôi về đấy. Thì nó sẽ lấy cái điện áp 300V này này. Nó đi vào, nó sẽ đi qua điện trở bên trong hoặc là phân áp ấy, để tạo một cái, nó sẽ tạo một cái dòng từ dương 300V nhá. Đi vào khối mồi nhá và đi ra ở chân 4 nhá. Mọi người nhá, lạp trên con tụ này nhá tương đương với là tải của nó cũng đi vào ra trên 12 nhá, được lọc lọc trên con tụ trên tụ trên con tụ 5 u 1 mi này. Và đi theo cái đường này nhá. Kín mạch mà và đi qua tải của 18V bao gồm có khối driver hay quạt các thứ ấy, rồi lọc trên con tụ này để đi về mát này về mát của 300V. Kín mạch như thế vì khi con khi cái dòng đấy mà làm cho cái cái nguồn VD, VD, VDD, này nó tăng lên tầm khoảng 12 13V thì con IC này sẽ chuyển chạy, chạy Còn dưới hơn nó không chạy đâu nhá mọi người ạ. Thì nó chạy nó tạo ra sung nóng mắt từ 5 sang 12 này mọi người này thì nó sẽ chúng ta sẽ cứ chia một chu kỳ thành hai nửa chúng ta phân tích cho dễ như mình đã phân tích rất nhiều rồi lúc đầu nó dẫn uh, nó dẫn dòng chảy uh, con con móc phép bên trong thông từ D sang S này, này Tức là dòng chảy từ 300V Bây giờ dòng chảy chính nhá, chứ không phải dòng nguồn mồi nữa Đi từ đây đi sang đây này Đi qua quận L này nhá Đi qua tải của 18V nào nạp trên đường về mát này và về mát của 300V đấy thì cái dòng đấy thì nó sẽ với cái dòng chảy đấy nó sẽ sinh ra một cái từ trường trên nõi ferrit của cái biến áp đây là mình gọi nó cái này nó lại vẽ kiểu này như cái biến áp nhưng thực ra nó là cái nguồn hãm trực tiếp thôi nó sẽ làm cho cái 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 dòng điện đấy vừa lấy được nguồn ra tả giả tải ra chúng ta và cũng là tạo ra một cái từ trường trên nõi ferrit của cái biến áp này này thì khi mình hay nói cho mọi người khi mà điện áp nó mở như thế điện áp 300V nó đổ ra 18V này, và khi đạt đến 18V một cái khoảng 18 v đấy thì bắt đầu là con IC này sẽ chuyển sang nửa chu kỳ khóa luôn. Là dòng chảy đấy nó bị ngưng lại. Thì khi nó khóa thì cái từ trường còn tồn tại trên lõi ferit nó sẽ sinh ra một cái điện áp ngược trên cái quận này này. À, sinh ra điện áp ngược và nãy cái cái dòng chảy vừa nãy này thì dòng chảy từ dưới đi lên trên thì cái uh, từ trường trong lõi ferit lúc này nó sinh ra điện áp ngược với uh, dòng điện là với dương ở trên và âm ở dưới thì đáp dương đây là tiếp tục nó lại phóng ra nó lui tải nhá tải là khối driver rồi khối quạt 18 v quạt quạt đấy rồi về mát lọc trên con tụ này này và sau đó nó sẽ phải đi qua con diode này Diode sung này này nó đi về mát rồi mà nó đi con diode sung này là vạt về âm của nó như vậy là nó kín dòng của cái điện áp sinh ra ngược này nhá và cái cái lửa chu kỳ mà khi con này khóa ấy, thì cái năng lượng cấp cho, cho 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 cho, tải ấy, cho cái đường 18 v ấy nó không lấy năng lượng từ 300 v nữa mà nó lấy năng lượng chính là được sinh ra từ cái quận này và nhưng mà với, với, với cái năng lượng đầu tiên là để tạo ra từ trường cũng vẫn từ 300V từ cái nguồn 220 đổ vào thôi và tiếp tục này à, vậy cái sung dương đây vừa phóng ra nuôi tải và cái sung dương đây được chỉnh đi qua đốt này lọc trên con tụ này đưa vào nguồn nuôi VG thay thế cái nguồn mồi ban đầu là cái nguồn nuôi cho IC nhá thì nguồn nuôi IC nó sẽ là vào chân 4 và nó sẽ đi ra ở chân 12 và về chân âm của nó đấy kín lọc nhá như vậy là cái sung sinh ra mà khi con IC khóa ấy, ở cái quận này này nó sẽ có hai đường kín mạch một đường là phóng ra để lui tải 18V và đi qua con diốt này để về âm của nó là kín mạch và một dòng nữa là là chỉnh đi qua con đi này đi vào khối dao động lọc trên con tụ 50V 1 mi này đi về đây và đi về âm của nó vẫn cứ kín mạch nữa mọi người nhé thì con IC này nó cứ hoạt động đóng ngắt đóng ngắt đến thế thôi và thông qua cái điện áp 18V này nó được tràn con DZ này vào chân 3 là chân FB để con IC sẽ dựa vào đây để thay đổi cái độ rộng sung đóng ngắt để luôn duy trì nguồn ra là 18V nhưng thực tế là chúng ta đo sẽ là 19V đấy và nó ổn định là được ổn định cái điện áp FB ở đây cơ các bạn nhé à, nó sẽ ở đây này và đây cái chính là cái quận mình gọi là quận ký sinh này thì cái lõi phế có từ trường mà cái quận này nó cuốn trong cái từ trường đấy thì nó con IC này cứ hoạt động thì nó có tạo ra 18V đấy thì nó cũng tạo ra cái từ trường trong lõi phế của cái biến áp ấy, thì cái cuộn này sẽ sinh ra điện áp thì uh, một chân nó lối mát và một chân bên này nó sẽ được chỉnh như con diode này sẽ được lọc trên con tụ này sẽ tạo ra 9V ấy. và 9V này nó sẽ đi tới 78L05 để hạ ra 5V nuôi cho vi xử lý ở trong bếp từ nhá mọi người nhá như vậy là cái mạch này hoàn toàn giống con VIP 12A chúng ta có thể thay thế ok nhá các bạn nhá FB thì nó luôn có một con tụ 104 uh, dập những cái sung nhiễu đấy các bạn ạ uh, 40 uh, 5 kHz này Còn ngày này chữ tiếng tàu lên mình cũng chả dịch được Nó là cái gì các bạn nhá Thôi qua video mọi người lại có cái tham khảo Thêm về cái con IC Hingway P102G nhá Chào tất cả các bạn